Các lựa chọn trả đũa của Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể bao gồm tấn công các tài sản quân sự của Anh gần Nga hoặc trong trường hợp cực đoan là tiến hành một cuộc thử hạt nhân nếu phương Tây cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công Nga. Reuters dẫn lời ba nhà phân tích. Khi căng thẳng liên quan đến Ukraine bước vào giai đoạn mới và nguy hiểm, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc thảo luận về khả năng cho phép Kiev sử dụng tên lửa ATAC MS tầm xa của Mỹ hay tên lửa Storm Shadow của Anh nhằm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga hay không. Tổng thống Putin trong lời cảnh báo đanh thép nhất từ trước cho đến nay đã tuyên bố phương Tây sẽ trực tiếp tham gia vào cuộc chiến với Nga nếu tiến hành động thái như vậy. Vào tháng 6, ông Putin đã nói về khả năng trang bị vũ khí của Nga cho các nước thủ địch với phương Tây để tấn công các mục tiêu của phương Tây ở nước ngoài và triển khai tên lửa có phạm vi tấn công nhằm vào Mỹ và các đồng minh châu Âu. Ulrich Kuen, chuyên gia về vũ khí tại Viện Nghiên cứu Hòa bình và Chính sách An ninh ở Hamburg, cho biết không loại trừ khả năng Nga sẽ thử vũ khí hạt nhân để đe dọa phương Tây. Ông nói trong một cuộc phỏng vấn, đây sẽ là sự leo thang xung đột mạnh mẽ. Ông Kuen cho biết Nga đã không tiến hành thử vũ khí hạt nhân kể từ năm 1990, một năm trước khi Liên Xô sụp đổ và một vụ nổ hạt nhân sẽ báo hiệu sự khởi đầu của một kỷ nguyên nguy hiểm hơn. Chuyên gia an ninh J.H. Mangot tại Đại học Innsbruck ở Áo nói trong một cuộc phỏng vấn rằng ông cũng nghĩ rằng có thể xảy ra khả năng này mặc dù theo quan điểm của ông là không cao. Người Nga có thể tiến hành một cuộc thử hạt nhân, có thể cho nổ một vũ khí hạt nhân chiến thuật ở đâu đó phía đông đất nước, ông nói. Nga là cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới và cũng đang trong quá trình sửa đổi học thuyết hạt nhân để phù hợp với thực tế hiện nay. Điều này đã được thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov xác nhận ngày 24 tháng 6 năm nay. Trong trường hợp của Anh, nếu London cho phép Kiev bắn tên lửa Storm Shadow vào Nga, Moscow có khả năng đóng cửa Đại sứ quán Anh tại Nga và Đại sứ quán Nga tại London, tấn công máy bay không người lái và máy bay chiến đấu của Anh gần Nga, ví dụ như trên Biển Đen, và có thể bắn tên lửa vào máy bay chiến đấu F-16 mang tên Storm Shadow tại các căn cứ của họ ở Romania và Ba Lan. Cựu cố vấn Điện Kremlin, Sergei Markov dự đoán. Ngoài ra, những phản ứng dễ đoán hơn có thể bao gồm việc Nga tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine. Ông Ulrich Kuen cho biết, ông Mangot dự đoán Kiev sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất từ phản ứng quân sự của Nga nếu phương Tây bật đèn xanh cho Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí tầm xa. Mangot cho biết Mối nguy hiểm đối với phương Tây là họ không biết đâu là ranh giới đỏ thực sự của Tổng thống Putin. Ông nói, việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây được hỗ trợ bằng hình ảnh vệ tinh phương Tây và các cố vấn quân sự phương Tây là điều xâm phạm rất chặt chẽ đến các lợi ích quan trọng của Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các phi hành đoàn điều khiển trực thăng Ka-52M của Nga đã thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào quân nhân và thiết bị quân sự của Ukraine tại một quận biên giới thuộc vùng Kursk, trích dẫn tuyên bố cho biết các phi hành đoàn trên trực thăng Ka-52m đã thực hiện một cuộc tấn công bằng đạn dược hàng không vào quân đội Ukraine và thiết bị bọc thép tại một quận biên giới thuộc Kursk. Cũng theo báo cáo, sau khi loại bỏ binh lực và thiết bị quân sự của Ukraine, các phi hành đoàn đã trở về căn cứ an toàn. Trong khi đó, lực lượng tên lửa và không quân chiến thuật tác chiến của Nga đã đánh bại lực lượng dự bị của bảy lữ đoàn thuộc lực lượng vũ trang Ukraine tại 11 khu định cư ở vùng Sumy trong vòng 24 giờ. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng tên lửa và không quân tác chiến đã tiến hành các cuộc tấn công vào các khu vực tập trung ở vùng Sumy và lực lượng dự bị của các lữ đoàn tấn công cơ giới số 21, 22 và 41 và lữ đoàn tấn công đường không số 82 của lực lượng vũ trang Ukraine, lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 1 cũng như số 103 và 106 của lực lượng vũ trang Ukraine tại các khu vực định cư Belopolie, Vodolazi, Zurabka, Obodi, Katerinovka, Riki, Paploka, Sotnovka, Sumi, Khoten, Yunakovka, Yachebinoe và Yampon. Nga và Ukraine đã tiến hành một cuộc trao đổi tù nhân lớn vào hôm 14 tháng 9, gồm tổng cộng là 206 người, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tất cả 103 người Ukraine trở về đều là quân nhân, những binh sĩ không giấu được niềm hạnh phúc trong cuộc gọi với những người thân yêu. Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố video ghi lại cảnh những quân nhân trở về trên một chiếc xe buýt ở một địa điểm không được tiết lộ. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các binh sĩ Nga được thả đợt này là những người bị bắt trong cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk từ ngày 6 tháng 8. Phía Nga cho biết việc trao đổi tù nhân diễn ra sau khi có sự làm trung gian của các tiểu vương quốc Ả Đập Thống Nhất. Các quân nhân Nga được trao trả được đưa đến Belarus, nơi họ được cung cấp hỗ trợ tâm lý và y tế cần thiết, cũng như có cơ hội liên lạc với người thân. Nga và Ukraine đã thực hiện nhiều đợt trao đổi tù binh trong xung đột kéo dài hơn 2 năm, thường thông qua thỏa thuận do UAE, Ả Đập Xê Út hoặc Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian. Ba tuần trước, Nga và Ukraine đã trao đổi một số lượng là 115 người mỗi bên, cuộc trao đổi tù binh diễn ra trong bối cảnh căng thẳng xung đột gia tăng. Các quan chức Nga gần đây đã đưa ra lời đe dọa với phương Tây và Kyiv về việc leo thang chiến tranh vượt ngoài tầm kiểm soát. Trong khi đó, các lãnh đạo phương Tây cũng đang thảo luận câu hỏi có nên cho phép Ukraine sử dụng vũ khí để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga hay không. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gặp Thủ tướng Anh Keir Starmer tại Washington vào hôm 13 tháng 9. Không nhà lãnh đạo nào đề cập đến vấn đề tên lửa tầm xa với các phóng viên sau cuộc họp, nhưng Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cáo buộc quyết định đã được đưa ra và thông báo cho Kajib. Hãng thông tấn nhà nước Nga AIA dẫn lời ông Ryabkov nói rằng và chúng tôi sẽ phản ứng theo cách không mấy dễ chịu trong khi cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia, đã viết trên ứng dụng Telegram về việc biến Kyiv thành một điểm khổng lồ, xám xịt và tan chảy. Ukraine cho biết các cuộc tấn công tầm xa có vai trò quan trọng trong nỗ lực ngăn chặn cuộc xâm lược của Moscow. Nhưng cho đến nay, các đồng minh vẫn chưa muốn cho phép họ làm như vậy với lý do lo ngại leo thang căng thẳng, trong khi cũng nghi ngờ năng lực của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các phi hành đoàn điều khiển trực thăng Ka-52M của Nga đã thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào quân nhân và thiết bị quân sự của Ukraine tại một quận biên giới thuộc vùng Kursk. Trích dẫn tuyên bố cho biết các phi hành đoàn trên trực thăng Ka-52M đã thực hiện một cuộc tấn công bằng đạn dược hàng không vào quân đội Ukraine và thiết bị bọc thép tại một quận biên giới thuộc Kursk. Cũng theo báo cáo, sau khi loại bỏ binh lực và thiết bị quân sự của Ukraine, các phi hành đoàn đã trở về căn cứ an toàn. Trong khi đó, lực lượng tên lửa và không quân chiến thuật tác chiến của Nga đã đánh bại lực lượng dự bị của 7 lữ đoàn thuộc lực lượng vũ trang Ukraine tại 11 khu định cư ở vùng Sumy trong vòng 24 giờ. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng tên lửa và không quân tác chiến đã tiến hành các cuộc tấn công vào các khu vực tập trung ở vùng Sumy và lực lượng dự bị của các lữ đoàn tấn công cơ giới số 21, 22 và 41 và lữ đoàn tấn công đường không số 82 của lực lượng vũ trang Ukraine Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 1, cũng như số 103 và 106 của lực lượng vũ trang Ukraine tại các khu vực định cư Belopolie, Vodolazhi, Zhuravka, Obodi, Katerinovka, Rikki, Pavlovka, Sotnovka, Sumy, Khoten, Yunakovka, Yatschepinoe và Yampol. Bộ Quốc phòng Nga đưa tin sau nỗ lực của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm đột phá qua biên giới vào khu vực Kursk của Nga đã bị đẩy lùi trong vòng 24 giờ qua. Bộ này cho biết, với sự hỗ trợ của không quân và hỏa lực pháo binh, 6 nỗ lực của đối phương nhằm đột phá biên giới Nga theo hướng các khu định cư Noviput, Veseloye và Medvezi đã bị đẩy lùi. Đối phương mất tới 60 người, 3 xe tăng, 1 xe bọc thép chở quân và 5 xe chiến đấu bọc thép. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, 7 quân nhân của lực lượng vũ trang Ukraine đã đầu hàng Nga tại khu vực Kursk trong 24 giờ qua. Ngoài ra, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất thêm hơn 300 quân nhân và 22 xe bọc thép ở khu vực Kursk. Tổng cộng trong cuộc giao tranh theo hướng Kursk, Kiev đã mất hơn 13.400 quân, 113 xe tăng, 44 xe chiến đấu bộ binh, 91 xe bọc thép chở quân và 718 xe chiến đấu bọc thép. Ngoài ra, Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị thuộc nhóm tác chiến phía Bắc của Nga tiếp tục tấn công theo hướng Kursk. Trích dẫn tuyên bố mới nhất, các đơn vị thuộc cụm tác chiến phía Bắc của Nga tiếp tục các hoạt động tấn công và gây tổn thất cho các đội hình của Lữ đoàn Cơ giới số 22, 41, 61 và 115, Lữ đoàn Thiết giáp số 17, Lữ đoàn Tấn công Đường không số 82 và 95 và Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ số 112 và 129 của lực lượng vũ trang Ukraine tại các khu vực định cư Lyubimovka, Novoivanovka, Darino, Nikolayevo, Darino, Okrovsky và Boki. Ngày 14 tháng 9, quân đội Ukraine tiếp tục vượt qua các cánh đồng phía nam Tetkino và phía bắc Suza, chiếm được một số ngôi làng thuộc quận Gloskovsky ở vùng Kursk trên lãnh thổ Nga. Viện nghiên cứu chiến tranh ISV có trụ sở tại Mỹ xác nhận, cảnh quay định vị địa lý được công bố vào ngày 13 tháng 9 cho thấy lực lượng Kiev hoạt động ở Veseloye, phía tây nam Gluskovo, và một nhà quan sát quân sự người Nga tuyên bố rằng Ukraine đã chiếm được thị trấn này. Một số nguồn tin Nga cũng tuyên bố rằng quân đội Ukraine AFU đã tiến về phía tây Medvedev, phía tây nam Gluskovo, và vào các cánh đồng phía nam Tetkino, cách Gluskovo khoảng 25 km về phía tây nam, dọc theo biên giới với tỉnh Sumy. Những nguồn tin trên khẳng định rằng AFU tiếp tục tấn công gần Medvedev, Veseloye, Obukhovka ngay phía nam Veseloye và Novipod phía nam Veseloye hôm 13 và 14 tháng 9. Các nhà quan sát người Nga khẳng định Trung đoàn Dù số 56 thuộc Sư đoàn Đổ bộ Đường không số 7 và Sư đoàn Dù 106 của Moscow đang đẩy lùi nhiều đợt xung phong của quân đội Ukraine ở quận Gluskovsky. Vào ngày 14 tháng 9, lực lượng Kiev tiếp tục tiến về phía Bắc Suza trong bối cảnh các cuộc tấn công đang diễn ra dọc theo toàn bộ tuyến đầu ở Khu vực Kurs. Một blogger quân sự người Nga khẳng định rằng AFU đã chiếm được Chekaskoye, Podeknoye, phía Bắc Suza. Lực lượng Moscow gần đây đã chiếm lại lãnh thổ ở Khu vực Kurs và tiếp tục phản công vào ngày 14 tháng 9. Các cảnh quay định vị địa lý được công bố hôm 13 tháng 9 cho thấy quân đội nga đã tiến vào phía tây Lubyanka trong một cuộc tấn công cơ giới quy mô đại đội và một blogger người nga tuyên bố rằng lực lượng của họ đã tiến đến rìa phía tây nam của Lubyanka cũng như vào các cánh đồng phía tây bắc Darino Nam Lubyanka. Hình ảnh địa vị địa lý được công bố vào ngày 14 tháng 9 cho thấy bộ binh từ Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 810 của Nga, hạm đội Biển Đen, quân khu phía Nam hoạt động ở trung tâm kỳ phía đông nam sút ra, cho thấy lực lượng Moscow gần đây đã tiến sâu hơn vào thị trấn. Những nhận định đáng chú ý trong báo cáo vào ngày 14 tháng 9 của ISV kép. Thứ nhất, các quan chức và nguồn tin Ukraine cho biết cuộc xâm nhập khu vực Kursk của Ukraine đã khiến chính quyền Nga phải tăng gấp 3 lần số lượng binh sĩ ở khu vực Kursk. Thứ hai, Ukraine và Nga đã tiến hành trao đổi tù binh vào ngày 14 tháng 9. Đây là cuộc trao đổi tù nhân thứ ba kể từ khi chiến dịch Kursk nổ ra, dường như có tác động ngắn hạn là tăng động lực để Nga tham gia trao đổi tù nhân. Thứ ba, một số chỉ huy chiến trường của Nga tiếp tục đưa ra các quyết định làm giảm chất lượng chung của lực lượng, ủng hộ chiến thuật tấn công trực diện do bộ binh chỉ huy hơn là đào tạo các chuyên gia kỹ thuật, những người sẽ giúp quân đội Nga áp dụng tốt hơn công nghệ và đổi mới chiến trường vào chiến đấu. Thứ tư, gần đây quân đội Nga đã có những bước tiến được xác nhận gần Chasovya, Pokrovs và Upleda. Thứ năm, quân đội Nga được cho là đang sửa chữa các phương tiện Ukraine thời Liên Xô bị bắt giữ để bổ sung cho các đơn vị của mình. Kênh Military Summary đưa tin, giao tranh ác liệt đang diễn ra dọc theo toàn bộ chiến tuyến từ Upleda-Vuleda ở miền đông Ukraine đến khu vực Kursk trên lãnh thổ Nga. Một chi tiết quan trọng và nổi bật nhất trong tuần qua là việc lực lượng Kiev đang rút lui khắp mọi nơi. Mặt trận Kurs đang ngày càng trở nên năng động hơn. Các cuộc phản công của quân đội Nga, EDF, AF chủ yếu diễn ra ở phía tây vùng Kurs. Tuy nhiên, phía bắc và phía đông, giao tranh cũng vô cùng quyết liệt. Lực lượng Kiev tiếp tục quét sâu vào Gluskova nhằm mở một mũi tấn công mới để thu hút đối phương, giảm áp lực cho hướng tấn công chính. Tại Kupians, hoạt động vẫn diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt là xung quanh Sinkipka và Pishchane. Tại ngôi làng Makipka, RF-AF đã đột phá được một bước nhỏ dọc theo các cánh đồng ở phía Bắc. Trên hướng Pokrovs, các hoạt động đã ít hơn trước trong những ngày gần đây. Ngôi làng Ukraine đã nổi lên thành tâm điểm chú ý, nơi quân đội Ukraine, AFU, bị bao vây và được cho là đang nỗ lực phá vòng vây để tháo chạy. Về phía Ubleda Vuleda, những hình ảnh định vị địa lý mới cho thấy lực lượng Moscow đã chiếm được các vị trí dọc theo các cánh đồng xa hơn về phía đông Vô Điền. Tại đây, thiết bị kỹ thuật của Nga đang sơ tán các xe tăng và xe bọc thép chở quân bị phá hủy hoặc hư hỏng. Quân đội Nga đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho chiến dịch tấn công Chasovya. Một thu năm nay chắc chắn sẽ rất nóng bỏng. Bên cạnh đó, một số nguồn tin Ukraine báo cáo rằng hoạt động của RFAF gia tăng theo hướng Kherson. Hình ảnh định vị địa lý cũng cho thấy lực lượng Moscow đang tiến hành thêm các cuộc tấn công sau khi vượt sông Dnipro. Kênh Ridovka cho biết lực lượng Moscow đang phản công mạnh trên khu vực biên giới Kursk và đẩy lùi các mũi xung kích của đối phương tại khu vực Kluskova. Cụ thể, trong tuần qua, RFAF trong cuộc phản công quy mô lớn đã giành lại hàng chục khu định cư thuộc vùng Kursk, bao gồm Godievka, Snagos và Obukovka. Đến giữa ngày 15 tháng 9, các video xuất hiện xác nhận việc Ukraine thất thủ tại làng Boki, quận Suzansky. Mục tiêu cuối cùng của lực lượng Moscow là con đường xanh hay chính xác là đường cao tốc, riêng đi qua nó. AFU đã cố gắng ngăn cản bước phát triển xa hơn của Nga và tấn công vào quận Kluskova lân cận. Theo hướng Kurakovsky, RFAF đã đánh bật đối phương khỏi Ukraine. Điều này được thực hiện sau khi họ đột nhập vào thành phố từ phía Nam và hội quân trong trung tâm thành phố với các đơn vị bạn tấn công từ Lesoka. Ngoài ra, lực lượng Moscow đã kiểm soát Zelanoe, Pevoe và giành được chỗ đứng trên khu vực ngoại ô Goniak. Tại Torres, binh sĩ Nga đã chiếm giữ bãi thải của mỏ Novaya, tiểu khu số 1 và Ik-2, trong khi đó gần Upleda, họ đã chính thức kiểm soát Vodien. Theo kênh Tý bà tại Bắc Mớt, Atemops, lực lượng Moscow đang thọc sâu vào hàng phòng ngự của đối phương trên nhiều khu vực cùng lúc. Các đơn vị của Nga đã tìm cách mở rộng vùng kiểm soát cả khu vực Grigorovka lẫn phía Bắc và phía Tây Kaleshivka. RFAF đã đánh bật lực lượng Kiev ra khỏi một số vị trí phía Bắc, Zelenodrozhi, hồi sinh khu vực đóng quân của mặt trận. Dựa trên các đặc điểm địa lý của khu vực và thông tin từ nhiều nguồn, có thể nói rằng hiện tại, bước phát triển của quân đội Nga lớn hơn đáng kể so với những gì có thể xác nhận bằng các cảnh quay hiện có. Ở Tây Nam Grigorovka, lực lượng Moscow đã đạt được tiến bộ đáng kể, kiểm soát một khu rừng và cắt đứt một trong những con đường dẫn đến ngôi làng. Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố kiểm soát khu định cư ở phía Nam, RFAF vượt qua kênh siversky Donbass và giành được một phần đáng kể Kalinovo, củng cố vị trí trong các tòa nhà trung cư. Ngôi làng đã trở thành địa điểm giao tranh ác liệt do tầm quan trọng của nó đối với lực lượng Kiev. Việc Nga chiếm giữ các vị trí trong khu vực này sẽ cho phép họ tiến hành một cuộc tấn công về phía Nam vượt qua các chiến tuyến của đối phương tại tiểu khu Oktyapsky thuộc thành phố Chasovya lực lượng Moscow đang dọn sạch các vị trí Ukraine một cách có phương pháp, sử dụng mọi phương tiện sẵn có. Một binh sĩ Nga đã tập kích cứ điểm của Ukraine nằm trong một đường ống dưới cầu đường sắt bằng cách ném chiếc ba lô có chứa mìn chống tăng vào bên trong. Bất chấp mối nguy hiểm nhất định khi sử dụng mìn chống tăng theo cách này, chiến thuật này ngày càng trở nên phổ biến trong các nhóm xung kích Nga. Ở Tây Bắc Kleschivka, Bộ Chỉ huy Nga đang tiến hành một cuộc tấn công với mục đích đánh bật đối phương khỏi bờ cháy và tiến tới lòng kênh trên một mặt trận rộng lớn. Trong loạt trận chiến, RF-AF đã đánh bật đội hình Ukraine ra khỏi một số vành đai rừng. Bây giờ họ phải đối mặt với nhiệm vụ tấn công các vị trí của AFU trong khu rừng phía Tây, kiểm soát những vị trí cần thiết để vượt kênh ở một số nơi. Đồng thời, lực lượng Moscow thường xuyên tấn công cơ sở hạ tầng quân sự phía sau phòng tuyến của đối phương. Hôm 14 tháng 9, không quân nga đã tập kích một kho vận chuyển ở Konstantinovka. Theo một số thông tin, cơ sở này được sử dụng làm căn cứ sửa chữa và lưu trữ các thiết bị của AFO. Diễn biến mới trên hướng Pokrovsk cho thấy có lẽ Ukraine đã rút bớt quân từ hướng Kurs về đây để mở một cuộc phản công giành lại Krasnaya và Krutia. Quân đội Nga được cho là đã tạm thời rút khỏi hai nơi này, tuy nhiên hướng phát triển của AFU lại trở thành thế bị bao vây ba mặt, rất dễ bị tiêu diệt toàn bộ. Ukraine Pravda đưa tin, báo cáo vào tối ngày 15 tháng 9 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong ngày Chủ nhật đã xảy ra 137 cuộc giao tranh với số lượng trận chiến lớn nhất xảy ra trên hướng Pokrovsk và Kurakovs. Báo cáo có đoạn, Nga đã thực hiện 56 cuộc không kích vào lãnh thổ Ukraine, thả 83 quả bom dẫn đường, Ngoài ra, họ còn sử dụng 428 UAV và tiến hành gần 2.800 cuộc tấn công bằng các loại vũ khí khác nhau. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định AFU đã bẻ gãy hầu hết các đợt xung phong của đối phương tại Kharkov, Kupiansk, Liman, Sivers, Kramatos, Torres, Vremovsky và Dnipro. Tại Pokrovsk Nga đã tấn công 34 lần. AFU đã đẩy lùi 31 cuộc tấn công, Ba cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra trong ngày, 230 binh sĩ đối phương đã bị vô hiệu hóa theo hướng này, trong số đó có 89 người thiệt mạng. Theo hướng Kurakovsky, đối phương cũng thực hiện 34 nỗ lực đột phá qua hàng phòng thủ của Ukraine. 27 cuộc giao tranh đã hoàn thành và 7 cuộc khác vẫn đang tiếp diễn, báo cáo cho hay. Các nhà phân tích thuộc kênh Deepset có liên hệ với Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine gọi tắt là GUR, đã cập nhật bản đồ vào sáng ngày 16 tháng 9, lưu ý rằng quân đội Nga đã có những bước tiến được ghi nhận gần các khu vực đông dân cư của vùng Donetsk, đặc biệt là gần Ukleda. Báo cáo viết, đối phương đã có những bước tiến gần Kolesnikovka, Katerinovka, Vodianoye, Ukleda, Spinoe và Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo người Mỹ là Farid Zakira, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông vẫn chưa có sự cho phép của Mỹ để tấn công bằng vũ khí tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Nga, nhưng Moscow đã rút máy bay của mình ra xa hơn. Ông nói chúng tôi đã họp với các quan chức Mỹ, tôi đã nói chúng tôi đã chờ quá lâu, bây giờ Nga đã bắt đầu rút máy bay của mình khỏi phạm vi 100 km, 150 km, 300 đến 500 km, sau đó tôi sẽ nói với các bạn rằng bây giờ chúng ta cần thêm giấy phép khi được nhà báo hỏi liệu kiev đã nhận được sự cho phép của washington để thực hiện các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ nga hay chưa ông zelensky trả lời chưa vẫn chưa Trước đó, theo Reuters, ban đầu Ukraine đã yêu cầu Mỹ nhất trí cho họ sử dụng tên lửa ATACMS tầm xa để tấn công các căn cứ không quân của Nga, nhưng hiện các mục tiêu tiềm năng cho các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine, bao gồm các trung tâm chỉ huy quân sự của Nga, các kho nhiên liệu và vũ khí và các khu tập trung quân đội đã được Moscow sơ tán. Vào ngày 31 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov xác nhận trong một cuộc họp với các quan chức Mỹ cấp cao, ông đã đệ trình một danh sách các mục tiêu mà Kiev muốn tấn công bằng tên lửa ATACMS tầm xa của Mỹ. Vào ngày 12 tháng 9, ông chủ điện Kremlin Vladimir Putin tuyên bố việc cho phép Ukraine bán tên lửa của phương Tây vào Nga có nghĩa là NATO và các nước châu Âu sẽ trực tiếp tham gia vào cuộc chiến ở Ukraine. Ngoài ra, tổng thống Zelensky tuyên bố rằng do thiếu vũ khí, Ukraine vẫn chưa thể trang bị cho 4 trong số 14 lữ đoàn cần được huấn luyện. Nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng, đầu tiên mọi thứ đang diễn ra rất chậm về cung cấp viện trợ từ các đối tác. Thứ hai, chúng ta cần chuẩn bị 14 lữ đoàn, chúng ta vẫn chưa hoàn thành và chúng ta thậm chí còn chưa trang bị cho 4 trong số các lữ đoàn này. Ông Zelensky lưu ý rằng, trong thời gian tạm dừng kéo dài 8 tháng trước quyết định tích cực của Quốc hội Mỹ về việc cung cấp viện trợ cho Ukraine, tất cả các lực lượng dự bị đã được sử dụng. Ông nói, chúng tôi đã sử dụng mọi thứ có thể, chúng tôi đã chuyển giao những gì chúng tôi có trong lực lượng dự bị, những gì chúng tôi có trong kho hoặc trong các lữ đoàn dự bị mà chúng tôi cần hiện nay. Chúng tôi đã lấy tất cả vũ khí mà họ có. Ngày 14 tháng 9, quân đội Ukraine tiếp tục vượt qua các cánh đồng phía nam Tetkino và phía bắc Suza, chiếm được một số ngôi làng thuộc quận Gluskovsky ở vùng Kursk trên lãnh thổ Nga. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISV có trụ sở tại Mỹ xác nhận, cảnh quay định vị địa lý được công bố vào ngày 13 tháng 9 cho thấy lực lượng Kiev hoạt động ở Veseloye, phía tây nam Gluskovo và một nhà quan sát quân sự người Nga tuyên bố rằng Ukraine đã chiếm được thị trấn này. Một số nguồn tin Nga cũng tuyên bố rằng quân đội Ukraine AFU đã tiến về phía tây Medvedev, phía tây nam Glusk và vào các cánh đồng phía nam Tetkino, cách Gluskovo khoảng 25 km về phía tây nam, dọc theo biên giới với tỉnh Sumy. Những nguồn tin trên khẳng định rằng AFU tiếp tục tấn công gần Medvedev, Veseloye, Obukhovka, ngay phía nam Veseloye và Novipud, phía nam Veseloye, hôm 13 và 14 tháng 9. Các nhà quan sát người Nga khẳng định Trung đoàn Dù số 56 thuộc Sư đoàn Đổ bộ đường không số 7 và Sư đoàn Dù 106 của Moscow đang đẩy lùi nhiều đợt xung phong của quân đội Ukraine ở quận gluskovsky. Vào ngày 14 tháng 9, lực lượng kiev tiếp tục tiến về phía bắc Suzha trong bối cảnh các cuộc tấn công đang diễn ra dọc theo toàn bộ tuyến đầu ở kovrovsk. Một blogger quân sự người Nga khẳng định rằng AFU đã chiếm được Chekaskoye-Podechnoye phía bắc Suzha. Lực lượng Moscow gần đây đã chiếm lại lãnh thổ ở khu vực Kurs và tiếp tục phản công vào ngày 14 tháng 9. Các cảnh quay định vị địa lý được công bố hôm 13 tháng 9 cho thấy quân đội Nga đã tiến vào phía tây Lui trong một cuộc tấn công cơ giới quy mô đại đội và một blogger người Nga tuyên bố rằng lực lượng của họ đã tiến đến rìa phía tây nam của Lui cũng như vào các cánh đồng phía tây bắc Darino, nam Lui Hình ảnh địa vị địa lý được công bố vào ngày 14 tháng 9 cho thấy bộ binh từ Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 810 của Nga, hạm đội Biển Đen, quân khu phía Nam hoạt động ở trung tâm Kỳ, phía đông nam sút ra, cho thấy lực lượng Moscow gần đây đã tiến sâu hơn vào thị trấn. Những nhận định đáng chú ý trong báo cáo vào ngày 14 tháng 9 của ISV Thứ nhất, các quan chức và nguồn tin Ukraine cho biết cuộc xâm nhập khu vực Kursk của Ukraine đã khiến chính quyền Nga phải tăng gấp 3 lần số lượng binh sĩ ở khu vực Kursk. Thứ hai, Ukraine và Nga đã tiến hành trao đổi tù binh vào ngày 14 tháng 9. Đây là cuộc trao đổi tù nhân thứ ba kể từ khi chiến dịch Kursk nổ ra, dường như có tác động ngắn hạn là tăng động lực để Nga tham gia trao đổi tù nhân. Thứ ba, một số chỉ huy chiến trường của Nga tiếp tục đưa ra các quyết định làm giảm chất lượng chung của lực lượng, ủng hộ chiến thuật tấn công trực diện do bộ binh chỉ huy hơn là đào tạo các chuyên gia kỹ thuật, những người sẽ giúp quân đội Nga áp dụng tốt hơn công nghệ và đổi mới chiến trường vào chiến đấu. Thứ tư, gần đây quân đội Nga đã có những bước tiến được xác nhận gần Chasovya, Poklovs và ukleda Thứ năm, quân đội Nga được cho là đang sửa chữa các phương tiện Ukraine thời Liên Xô bị bắt giữ để bổ sung cho các đơn vị của mình. Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 15 tháng 9 tuyên bố các đơn vị thuộc nhóm tác chiến phía Bắc của Nga tiếp tục tấn công theo hướng Kursk, đồng thời tấn công lực lượng dự bị của Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Nga đã tấn công lực lượng dự bị của 7 lữ đoàn thuộc lực lượng vũ trang Ukraine ở 11 khu định cư tại vùng Sumy của Ukraine, nơi giáp biên giới Nga, trong vòng 24 giờ. Trước đó, lực lượng Ukraine đã vượt qua vùng Sumy ở đông bắc nước này để tiến vào vùng Kursk hôm 6 tháng 8 khi bắt đầu mở chiến dịch tấn công lãnh thổ Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng Ukraine đã triển khai thiết bị quân sự tại tỉnh Sumy, nơi Kiev đã phát động chiến dịch tấn công quy mô lớn vào tỉnh Kurs với mục tiêu tạo ra một vùng đệm trên lãnh thổ Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng tên lửa và không quân tác chiến chiến thuật đã tiến hành các cuộc tấn công vào các điểm tập trung quân ở vùng Sumy và lực lượng dự bị của các lữ đoàn tấn công cơ giới số 21, 22 và 41 và lữ đoàn tấn công đường không số 82 của lực lượng vũ trang Ukraine. Lữ đoàn 1 cũng như là Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 103 và 106 của lực lượng vũ trang Ukraine tại các khu định cư Belepolie, Vodolaki, Zudapka, Obody, Katerinovka, Reki, Pavlovka, Sosnovka, Sumi, Koten, Yunakovka, Yastjebione và Yampol. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các nỗ lực của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm đột kích qua biên giới vào tỉnh Kursk của Nga tiếp tục bị đẩy lùi. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, với sự hỗ trợ của không quân và hỏa lực pháo binh, sáu nỗ lực của đối phương nhằm đột phá qua biên giới Nga theo các hướng của các khu định cư Noviput, Veseloye và Medvezie đã bị đẩy lùi. Đối phương tổn thất tới 60 người, bao gồm những người thiệt mạng và bị thương, ba xe tăng, một xe bọc thép chở quân và năm xe chiến đấu bọc thép. Bộ Quốc phòng Nga thông báo các đơn vị của nhóm tác chiến phía Bắc của Nga tiếp tục các hoạt động tấn công và gây tổn thất cho các đội hình của Lữ đoàn Cơ giới số 22, 41, 61 và 115, Lữ đoàn Thiết giáp số 17, Lữ đoàn Tấn công Đường không số 82 và 95, Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ số 112 và 129 của lực lượng vũ trang Ukraine tại các khu định cư Louis Bimovka, Novoivanovka, Dadino, Nikolayevo, Dadino, Pokrovsky và Boki. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các quân nhân của lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục đầu hàng Nga tại khu vực Kursk trong vòng 24 giờ qua. Trong ngày 15 tháng 9, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 300 quân nhân và 22 xe bọc thép tại Kursk. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, trong vòng 24 giờ qua, các đơn vị của nhóm tác chiến phía Bắc đã đẩy lùi hai cuộc phản công của đối phương theo hướng các khu định cư Lyubimovka và Malaya-Loknia. Hai nỗ lực tấn công theo hướng các khu định cư Viktorovka Ongopka và Kremianoye đã bị ngăn chặn. Kết quả là lực lượng vũ trang Ukraine mất tới 25 người thiệt mạng và bị thương, một xe bọc thép chở quân và hai xe chiến đấu bọc thép đã bị phá hủy. Năm quân nhân của lực lượng vũ trang Ukraine đã đầu hàng. Tổng cộng, theo thống kê của Nga, trong các cuộc giao tranh theo hướng Kursk, Ukraine đã mất hơn 13.400 quân nhân, 113 xe tăng, 44 xe chiến đấu bộ binh, 91 xe bọc thép chở quân và 718 xe chiến đấu bọc thép. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục quân sự chính trị lực lượng vũ trang Nga, tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Akhmat, Thiếu tướng Apti Alaudinov cho biết trong vòng 24 giờ qua, các chiến binh của biệt đội Kastan thuộc lực lượng đặc nhiệm Akhmat đã chiếm được hai cứ điểm, hạ gục đối phương và bắt giữ tù tổ binh. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 13 tháng 9 cho biết có 40.000 quân Nga đang chiến đấu ở tỉnh Kursk và Moscow muốn đạt được những bước đột phá nhanh chóng Ukraine tuyên bố hiện kiểm soát khoảng 1.300 km vuông lãnh thổ ở Kurs. Sau hơn một tháng, Nga vẫn chưa thể đẩy lùi hoàn toàn lực lượng Ukraine khỏi Kurs. Mặc dù vậy, đa tiến công của Kiev có xu hướng chững lại khi Moscow bắt đầu tăng viện binh phản công. Chiều ngày 15 tháng 9 theo giờ Mỹ, tương ứng là sáng ngày 16 tháng 9 theo giờ Việt Nam, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI cho biết họ đang điều tra vụ việc có vẻ là một vụ ám sát bất thành nhắm vào ông Trump, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Theo đài CNN, ba nguồn tin thực thi pháp luật đã tiết lộ danh tính nghi phạm của vụ ám sát hụt tại sân côn của ông Trump ở hạt Palm Beach, bang Florida. Đó là một người đàn ông tên là Ryan Wesley Rao, 58 tuổi, đến từ Hawaii. Hiện người đàn ông này đang bị cảnh sát giam giữ sau khi bị chặn xe và bắt lại. Vụ bắt giữ một phần nhờ vào bức ảnh của một nhân chứng tại hiện trường, theo cảnh sát trường Rick Bradshaw của hạt Palm Người này đã nhìn thấy một người đàn ông chạy khỏi bụi rậm và chụp ảnh chiếc xe của ông ta. Đó chính là nghi phạm và bức ảnh đã dẫn đến vụ bắt giữ thành công. Theo ABC News, ông Bradshaw cũng đã nói thêm rằng khi vụ việc xảy ra, sân gôn không được lực lượng thực thi pháp luật bao quanh vì ông Trump không phải là tổng thống đương nhiệm nếu ông ấy là tổng thống chúng tôi đã bao quanh toàn bộ sân côn này nhưng vì ông ấy không phải là tổng thống nên an ninh chỉ giới hạn ở những khu vực mà sở mật vụ có thể bao quát vì vậy tôi hình dung rằng lần tới khi ông ấy đến sân côn có lẽ sẽ có nhiều người hơn một chút vị cảnh sát trưởng nói tại bụi rậm nơi người đàn ông bỏ chạy ngay sau khi mật vụ nổ súng các cảnh sát đã tìm thấy một khẩu súng trường và hai chiếc ba lô Phóng viên Fox News cũng dẫn lời ông Sip Whitcock, một nhà đầu tư bất động sản ở New York và là người bạn lâu năm của ông Trump, người đã ở sân côn với ông khi vụ việc xảy ra. Ông Whitcock nói rằng ông và ông Trump cùng nghe thấy tiếng bốc bốc. Ngay sau đó, các mật vụ đã vội lao về phía cựu Tổng thống và che chắn cho ông. Ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump, được xác nhận an toàn sau một vụ việc đang được điều tra theo hướng âm mưu ám sát. Vụ việc xảy ra vào ngày 15 tháng 9 theo giờ địa phương khi ông đang chơi gôn tại sân gôn của ông ở West Palm Beach, bang Florida. Các quan chức thực thi pháp luật cho biết các đặc vụ của cơ quan mật vụ Mỹ đã phát hiện và nổ súng vào một tay súng trong bụi cây gần ranh giới của sân gôn. Người này cầm một khẩu súng trường kiểu AK-47. The New York Times và Fox News dẫn các nguồn tin an ninh xác định nghi phạm là Ryan West Liddell, 58 tuổi, đến từ Hawaii. Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI cho biết nghi phạm ở cách ông Trump khoảng 365 tới 457 mét. Các đặc vụ phát hiện nòng súng trường nhô ra khỏi bụi cây. Cảnh sát trưởng Palm Beach Rick Brassow cho biết một vụ Mỹ đã bắn ít nhất 4 viên đạn vào khoảng 13 giờ 30 phút chiều ngày 15 tháng 9 theo giờ địa phương. Nghi phạm nhanh chóng vứt khẩu súng trường, hai chiếc ba lô và những vật dụng khác rồi bỏ trốn trên chiếc ô tô Nissan màu đen. Một nhân chứng đã nhìn thấy tay súng và chụp ảnh chiếc xe cùng với biển số của hắn, nhờ đó giới thực thi pháp luật đã phát cảnh báo đến các cơ quan trên toàn bang và bắt được nghi phạm trên đường cao tốc I95. Theo Reuters, ông Bradshaw xác nhận vụ bắt giữ nhưng không cho biết về danh tính của nghi phạm cũng như là động cơ ban đầu. Nhà trắng tuyên bố tổng thống Joe Biden và phó tổng thống Kamala Harris đã được thông báo về vụ việc và rất nhẹ nhõm khi biết là ông Trump vẫn an toàn. Bạo lực không có chỗ đứng ở nước Mỹ, bà Harris viết trên mạng xã hội X. Đài CNN dẫn nguồn tin tiết lộ các quan chức tình báo Mỹ gần đây thông báo cho chiến dịch tranh cử của ông Trump về những dấu hiệu mới cho thấy Iran đang có kế hoạch leo thang các cuộc tấn công vào cựu Tổng thống và những người xung quanh ông. Không rõ liệu sự cố hôm 15 tháng 9 có ảnh hưởng đến lịch trình vận động tranh cử của ông Trump hay không. Ông đã lên kế hoạch phát biểu từ Florida về tiền điện tử trên mạng xã hội X vào tối ngày 16 tháng 9. Tổ chức một cuộc họp tại Flint, bang Michigan với cựu thư ký báo chí của mình, thống đốc Arkansas Sarah Huckabee Sanders vào ngày 17 tháng 9, sau đó là một cuộc vận động tranh cử tại Long Island, New York vào ngày 18 tháng 9. Trong một tuyên bố gần đây, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, thông qua hoạt động trinh sát trên không, một đơn vị thuộc nhóm vũ trang phía Bắc của Nga, phụ trách khu vực biên giới, đã phát hiện một đơn vị Ukraine. Nga tuyên bố loại bỏ các mục tiêu sau khi phát hiện Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh lính pháo binh không để đối phương Ukraine có bất kỳ cơ hội nào. Bộ này đồng thời đăng tải một đoạn video ghi lại toàn bộ cuộc tấn công nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về địa điểm diễn ra hoặc số thương vong mà Ukraine phải chịu. Đoạn video ngắn dường như được quay bằng máy bay không người lái cho thấy một chiếc xe bọc thép chở quân của Ukraine đổ trên một cánh đồng gần một con đường nông thôn được bao quanh bởi một số lính bộ binh. Nhóm này chúng đạn pháo trực tiếp, tạo ra một luồng lửa và khói bay lên không trung. Ukraine đã phát động một cuộc tấn công lớn nhất từ trước đến nay vào khu vực biên giới Kursk của Nga từ đầu tháng 8 và đã đạt được một số thành quả nhất định ở giai đoạn đầu chiến dịch với cuộc tấn công được cho là được hỗ trợ bởi một số đơn vị tốt nhất của nước này. Các quan chức Ukraine cho biết mục đích của cuộc tấn công là để giành được vị thế tốt hơn cho các cuộc đàm phán hòa bình có thể diễn ra với Nga trong tương lai và gieo rắc nỗi sợ hãi trong dân chúng nước này. Moscow đã loại trừ mọi cuộc đàm phán với Kiev nếu quân đội Ukraine vẫn còn ở trên lãnh thổ Nga, đồng thời cáo buộc đối phương tấn công người dân. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tấn công của Ukraine đã bị chặn lại và lực lượng nước này đã đẩy lùi quân đội Ukraine ở một số khu vực trong những ngày gần đây. Trong 24 giờ qua, không quân Nga đã tấn công vào đội hình của bảy lữ đoàn thuộc lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực biên giới Kursk, đồng thời tấn công lực lượng dự bị của 11 lữ đoàn của quân đội đối phương ở khu vực Sumy. Lực lượng vũ trang Ukraine cũng được cho là đã mất hơn 300 quân nhân, 15 xe bọc thép, bao gồm 2 xe tăng, 1 xe bọc thép chở quân và 12 xe bọc thép chiến đấu cũng như 2 khẩu pháo, 1 xe công binh để dọn chướng ngại vật và 5 xe quân sự. 5 quân nhân Ukraine đã bị bắt làm tù binh trong 24 giờ qua. Tổng cộng, Ukraine đã mất hơn 13.100 quân nhân trong cuộc giao tranh theo hướng cơ. Bộ Quốc phòng Nga thông báo trong đêm ngày 14 dạng sáng ngày 15 tháng 9, lực lượng phòng không Nga đã loại bỏ 29 máy bay không người lái UAV được Ukraine phóng ra tại 7 khu vực của nước này. Báo cáo cho biết trong đêm qua, nỗ lực tấn công của Ukraine vào các cơ sở tại Nga bằng cách sử dụng máy bay không người lái cánh cố định đã bị ngăn chặn. Các lực lượng phòng không trực chiến đã chặn và phá hủy 29 UAV của Ukraine, bao gồm 15 chiếc trên vùng Bryansk. 5 chiếc trên vùng Kursk, 4 chiếc trên vùng Smolensk, 2 chiếc trên vùng Odion và 1 chiếc trên các vùng Belgorod, Kaluga và Rostov. Trong một diễn biến khác vào ngày 14 tháng 9, tại cuộc họp với các nghị sĩ Mỹ, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu Washington đẩy mạnh về cung cấp vũ khí cho nước này ông zelensky cho biết tôi đã có cuộc họp với một phái đoàn gồm các nghị sĩ mỹ điều rất quan trọng là phải thông báo đầy đủ cho các đối tác về nhu cầu và lập trường của chúng tôi điều cực kỳ quan trọng là các quốc gia như mỹ phải thực hiện các thỏa thuận một cách kịp thời theo lời vị tổng thống bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc cung cấp tức là viện trợ quân sự đều có tác động tiêu cực đến tiền tuyến các nước phương tây đã tăng cường cung cấp vũ khí cho ukraine kể từ khi nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt phía Kiev liên tục yêu cầu các đối tác phương Tây cung cấp các loại vũ khí tiên tiến hơn và tên lửa tầm xa hơn. Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng viện trợ quân sự và đào tạo quân nhân Ukraine của phương Tây sẽ chỉ kéo dài xung đột mà không đảo ngược được tình hình trên chiến trường. Cùng ngày, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan phát biểu tại một hội nghị ở Kiev rằng Tổng thống Joe Biden sẽ tập trung vào việc hỗ trợ Ukraine trong những tháng còn lại của nhiệm kỳ. Ông Sullivan nói Bloomberg đưa tin chúng tôi sẽ trân trọng từng ngày một khi nói đến việc hỗ trợ Ukraine. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ nhấn mạnh nhiệm vụ của chúng tôi là đưa Ukraine vào vị thế vững chắc trên chiến trường để họ có vị thế vững chắc trên bàn đàm phán. Vị quan chức này đồng thời cho biết Mỹ đang chuẩn bị một gói viện trợ quân sự quan trọng bổ sung cho Kiev. Lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng đột phá tại một địa điểm mới ở Kovernkaz, hãng tin BBC của Anh vào ngày 14 tháng 9 cho biết. Trong khi đó, theo Newsweek, một video được lực lượng hệ thống không người lái của Ukraine công bố hôm 12 tháng 9 dường như cho thấy khoảnh khắc các đạn pháo từ một tên lửa HIMARS đã trúng cây cầu xếp tạm thời dọc theo bờ sông Sem ở khu vực Kursk. Quân đội Ukraine đã sử dụng HIMARS do Mỹ cung cấp thường xuyên trong cuộc chiến, thường nhắm vào các hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến nhất của Nga. Lực lượng hệ thống không người lái của Ukraine cho biết trên Telegram rằng binh lính Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công thành công để tiêu diệt một số lượng lớn đáng kể quân địch bằng HIMARS trong khu vực. Các đơn vị này của Nga đang tập hợp để chuẩn bị tấn công vào các vị trí của Ukraine tại đây. Lực lượng hệ thống không người lái cho biết HIMARS đã cho phép họ tấn công hiệu quả vào kẻ thù không chỉ ở các chiến tuyến mà còn ở sâu trong phần hậu phương làm thay đổi diễn biến chiến sự và đưa chiến thắng của chúng ta đến gần hơn. Newsweek không thể xác minh độc lập tính xác thực của đoạn video và đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga qua email để yêu cầu bình luận. Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một tổ chức nghiên cứu của Mỹ, đã lưu ý trong phân tích mới nhất về cuộc xung đột ở Ukraine hôm 12 tháng 9 rằng các lực lượng Kiev trước đó đã tấn công một số cây cầu xếp của Nga trên sông Sem vào tháng 8. Các cây cầu này đã được Nga sử dụng như những tuyến đường cung cấp chính trong bối cảnh cuộc xâm nhập của Ukraine vào Kursk. Hiện tại, Ukraine được báo cáo đã kiểm soát khoảng 1.294 km vuông, tương đương với 500 dặm vuông lãnh thổ của Nga và 100 khu định cư. Newsweek không thể xác minh các con số này. Ngoài Pokrovsk, Chasovya cũng là một thành phố chiến lược quan trọng mà Nga muốn kiểm soát. Sau khi chiếm được bác mớt vào năm 2023, sau những cuộc giao tranh ác liệt kéo dài, Nga ngay lập tức để mắt đến Chasovya. Đây là thành phố nhỏ với dân số khoảng 12.000 người, nhưng nằm trên các ngọn đồi có thể mang lại lợi thế đáng kể cho nỗ lực của Nga nhằm chiếm các khu vực ở phía Tây và Tây Bắc, chẳng hạn như là Kramatorsk và Slovyas. Nếu thiết lập được những vị trí trên cao tại thành phố này, Nga sẽ dễ dàng nhắm mục tiêu vào các đơn vị và vị trí quân sự của Na bằng các cuộc tấn công bằng pháo binh và máy bay không người lái. Ngoài ra, Nga cũng đang chiến đấu để giành thành phố Torres nằm ở rìa phía tây của một dãy núi. Trong nhiều tháng qua, quân đội Nga đã phải nỗ lực rất nhiều để vượt qua một con kênh chạy dọc theo sườn phía tây của Chasopya. Ukraine đã điều động bộ binh án ngữ trong các tòa nhà ở phía bờ tây của kênh đào như các đơn vị của Nga đã đột kích qua kênh đào vào tháng 8 năm 2024, khiến lực lượng Ukraine bị đe dọa. Nga cũng thiết lập các vị trí để sử dụng máy bay không người lái, mang chất nổ, tấn công các phương tiện của Ukraine, tiến vào thành phố, khiến Kiev gặp nhiều khó khăn khi muốn đưa quân tiếp tế vào bên trong. Các lực lượng Nga đang nhắm vào trung tâm hậu cần của Ukraine là Pokrovsk và cố gắng chiếm thành phố Chasovya nằm trên các ngọn đồi cao, cách Bắc mớt, thành phố mà lực lượng Nga kiểm soát cách đây một năm, khoảng 20 km về phía Tây. Nếu chiếm được hai thành phố này, Nga có thể kiểm soát toàn bộ khu vực Donetsk ở phía đông. Nga đã liên tục tiến về Pokrovsk, quân đội nước này chỉ cách thành phố vài km. Pokrovsk có diện tích lớn hơn Abdybka, thành phố lớn của Ukraine, đã bị thất thủ. Kiev đang chiến đấu để giành lại thành phố này mặc dù bị áp đảo về hỏa lực và quân số. Trong mùa hè này, cả Nga và Ukraine đã dành nhiều nguồn lực quân sự để chiếm giữ các phần lãnh thổ của đối phương. Chiến dịch đột kích của Ukraine vào lãnh thổ Nga từ ngày 6 tháng 8 đã khiến Moscow bất ngờ trong khi giúp Kiev có con bài mặc cả trong các cuộc đàm phán tương lai. Nhưng trên các chiến trường chính ở phía đông Ukraine, Nga vẫn chiếm ưu thế. Ở đó, Nga đang nhắm tới hai mục tiêu chính sẽ mang lại cho lực lượng của họ lợi thế đáng kể, đó là Pokrovsk, một trung tâm hậu cần cho lực lượng Ukraine ở phía đông, và chasopya một cao điểm trong khu vực. Nga cũng đã nối lại các cuộc tấn công vào các thành phố Todes, Kudakove và Vuleda nhằm tận dụng kẽ hở trong tuyến phòng thủ mỏng manh của Ukraine. Cả hai bên đều đang nỗ lực giành ưu thế trước tháng 11 năm 2024 khi thời tiết trở lạnh và mưa tuyết khiến các tuyến đường trở nên khó đi lại hơn. Đây cũng là thời điểm Mỹ, quốc gia hậu thuẫn quan trọng nhất đối với Ukraine, sẽ bước vào một cuộc bầu cử tổng thống. Cuộc tiến công lớn nhất của Nga vào mùa hè này là thành phố Pokrovsk, một trung tâm hậu cần quan trọng đối với lực lượng Ukraine ở phía đông. Kể từ khi Nga chiếm được thành phố công nghiệp Abdipka vào tháng 2 năm 2024, thành quả chính của họ trong năm nay, lực lượng của họ đã di chuyển qua các ngôi làng ở phía tây. Nga đã tăng tốc tiến công trong những tuần gần đây và hiện đang áp sát Pokrovsk. Quân đội Ukraine cho biết, nỗ lực phòng thủ của họ đã bị cản trở do không đủ đạn pháo và thiếu binh sĩ có năng lực chiến đấu tốt. Tuy nhiên, họ đang khiến quân đội Nga phải trả giá đắt cho những bước tiến mà Moscow đạt được bằng cách liên tục điều động các nhóm bộ binh nhỏ tấn công. Pokrovsk là điểm tựa cho các hoạt động của Ukraine ở phía đông, nơi này nằm ở điểm giao cắt giữa các tuyến đường bộ và đường sắt, đóng vai trò là tuyến đường tiếp tế chính cho lực lượng Ukraine tại khu vực Donetsk. Nếu Pokrovsk thất thủ, Ukraine sẽ chỉ còn một tuyến đường tiếp tế chính từ phía đông bắc cho các thành phố như Kosyantinivka và Chasovya. Trong khi đó, Nga sẽ tiến gần hơn với rìa phía tây của khu vực Donetsk. Kênh Military Samarit đưa tin chiến dịch phản công ở Kursk vẫn tiếp diễn quân đội Nga RFAF đang ở Lyubimovka. Theo một số báo cáo, các khu định cư khác cũng đang bị họ tấn công tích cực. Phía đông xuất ra, lực lượng Moscow cũng đã phản công tại Bầu Để ngăn chặn cuộc phản công của đối phương, quân đội Ukraine AFU đang can thiệp theo hướng Kloskova bằng một mũi đột kích mới. Hình ảnh định vị địa lý cho thấy lực lượng Kiev đang ở ngoại ô Obuchovka. Theo bản đồ dưới đây, ta có thể thấy là các cánh quân Nga đang tiến từ ba phía Bắc, Đông và Tây. Điều đó thể hiện rất rõ quyết tâm của họ là chia cắt đội hình Ukraine thành nhiều phần nhỏ ở phía Bắc vành móng ngựa theo các đường nét đứt màu trắng. Một khi những mũi phản công này gặp nhau, EDF-AF sẽ bảo vây truy quét đối phương một cách triệt để. Phía Bắc Chasovya, af đã chiếm thêm các khu vực dọc theo kênh đầu, xa hơn về phía Nam, gần Ivanivske, AFU cũng được cho là đang từ bỏ vị trí của họ ở phía đông kênh đầu và rút lui đến các vị trí phòng thủ tốt hơn theo một số blogger quân sự. Tại Pokrovsk, lực lượng Kyiv tại làng Ukrains đang trong tình trạng nguy cấp, quân đội Nga đã tiến lên từ phía bắc và khu định cư hiện đã bị bao vây một phần. Theo các nhà quan sát quân sự Ukraine, RF AF đã chiếm được phần lớn ngôi làng. Về phía Ukleda Điền, lực lượng Moscow tiến về phía tây Vodien và chiếm được một khoảng nửa khu phức hợp công nghiệp, tiền tuyến vẫn diễn ra giao tranh ác liệt. Kênh Tirovka cho biết, trong tuần qua, sự kiện chính mà mọi người đã chờ đợi từ lâu là cuộc phản công của Nga bắt đầu ở vùng Kursk. Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 14 tháng 9 tuyên bố, trong vòng 24 giờ qua, không quân Nga đã tấn công vào cứ điểm của bầy lữ đoàn AFU ở Kursk. Ngoài ra, họ cũng tấn công lực lượng dự bị của 11 lữ đoàn ở vùng Sumy của Ukraine, nơi giáp biên giới Nga. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, Kiev đã mất hơn 13.100 quân ở mặt trận Kursk kể từ khi bắt đầu chiến dịch đột kích. Sau khi nhanh chóng chiếm lại 10 khu định cư ở quận Korenevsky, trong hai ngày, RFAF tiếp tục tuân theo một kế hoạch dễ đọc nhưng hợp lý và quan trọng nhất là hiệu quả. Điều này có nghĩa là đánh sập một cách triệt để hàng phòng ngự do lực lượng Kiev thiết lập ở các làng Pokrovsky, Tolstoyluk và Lubimovka dành chỗ đứng vững chắc trên đường cao tốc Suzarins và buộc đối phương phải củng cố Suza một cách có phương pháp, từ đó có thể đẩy lùi AFU về phía bên kia biên giới. Tất nhiên, Kiev sẽ không chịu khuất phục một cách dễ dàng. Họ đã nghĩ ra một con đường mới cho mình bằng hình thức xâm nhập làng biên giới Noviput đến quận Gluskovy. Tuy vậy, những nỗ lực tiến sâu hơn từ đó đã bị cản trở bởi không quân và pháo binh nga, nhưng Afu vẫn chưa từ bỏ ý đồ, dù điều này không giúp họ giữ được level bằng bất kỳ cách nào khác. Kế hoạch của quân đội nga đang được thực hiện như thế nào và điều gì rất có thể sẽ xảy ra tiếp theo đang khiến bộ chỉ huy Afu phải đau đầu tính toán cố thủ hay rút chạy. Theo kênh T3, chiến dịch phản công quy mô lớn của nga ở Kursk đang tiếp diễn với việc bắt đầu các trận chiến giành Liubimovka và phòng thủ Veseloyev lực lượng Moscow trong cuộc phản công đã tiến đến vùng ngoại ô Lubimovka và Pokrovskoye, đồng thời AFU đang tấn công vào sườn của quân đội Nga nhằm làm chậm tốc độ. Ở phía nam quận Goloskovo, giao tranh đã diễn ra trong hơn một ngày ở vùng ngoại ô phía nam Veseloye, nơi các đội hình của AFU tiến lên sau khi vượt qua các chướng ngại vật trên biên giới vài ngày trước đó. Sau khi chiếm được làng Novibut, lực lượng Kiev đang sử dụng khu định cư này làm nơi tập kết và làm bàn đạp để các nhóm tấn công tiếp tục giao tranh xung quanh Veseloye. Tại quận Kodenevo, các nhóm tấn công tiên phong của RFAF đã tiến đến vùng ngoại ô của Pogrovskoye và Lyubimovka với các cuộc đụng độ diễn ra ở phía tây của Lyubimovka. AFU đang triển khai quân tiếp viện để làm chậm bước tiến của quân đội Nga. Pháo binh và không quân hỗ trợ tích cực của các đơn vị Moscow đang tiến lên thường xuyên phá hủy các phương tiện hỗ trợ hỏa lực của AFU. Ví dụ, tại khu vực Darino, không quân Nga đã phá hủy một khẩu pháo tự hành của đối phương tại một trận địa trong rừng. Việc giành lại Lubimovka đã tạo ra một mối đe dọa đối với hệ thống chiến tuyến của AFU chạy qua đường cao tốc 38K-030. Trong trường hợp này, nhóm lực lượng Kiev ở khu vực Kodenevo có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng. Thông tin lan truyền về việc giành lại Dadino vẫn chưa được xác nhận. Mặc dù với tốc độ tiến quân hiện đại, EDFAF có thể sớm đến được vùng ngoại ô phía bắc của ngôi làng. Sông Snagos sẽ tạo ra một chướng ngại vật tự nhiên. Tại quận Sosia, lực lượng Moscow đã tiến hành một cuộc tấn công vào Boki. Sau các cuộc không kích, các nhóm xung kích đã tiến vào làng và bắt đầu phá hủy các hòa điểm của đối phương. Hiện tại, AFU đã bị đẩy ra khỏi các vị trí ít nhất là ở phía đông bắc của khu định cư. Hướng tiến công này của Nga cho thấy rằng Spanoje lân cận đã nằm trong tầm kiểm soát của họ. Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo vào tối ngày 14 tháng 9 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, vào thứ Bảy, 131 cuộc giao tranh đã diễn ra, trong đó đối phương tấn công nhiều nhất ở Pokrovsk và Kudakhovsk. Báo cáo có đoạn trong vòng 24 giờ qua đã xảy ra 131 cuộc giao tranh. Nga tiến hành 63 cuộc không kích vào lãnh thổ Ukraine, thả 83 quả bom KAB. Ngoài ra, họ sử dụng 580 UAV và thực hiện hơn 3.300 cuộc tấn công bằng nhiều loại vũ khí khác nhau. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã cơ bản đẩy lùi các đợt xung phong của đối phương ở Kharkov, Kupiansk, Liman, Sivers, kramators, Torres, Vremovsky. Tại Orekhov, Nga đã phóng đốc kết không điều khiển vào các khu định cư là Piatikati và Lokovo. Tại Dnipro, 8 cuộc tấn công của đối phương đều thất bại. Nga đang tập trung nỗ lực chính vào Pokrovsk. Tại đây trong ngày, họ tấn công 41 lần. AFU đã đẩy lùi 36 đợt tấn công, 5 cuộc giao tranh khác vẫn đang diễn ra. Trong ngày qua, Moscow đã mất hơn 330 quân nhân tử trận và bị thương cùng nhiều vũ khí, phương tiện chiến đấu, kho tàng bị phá hủy hoặc hư hỏng, báo cáo viết. Bên cạnh đó, quân phòng thủ đã đẩy lùi 39 đợt tấn công của đối phương theo hướng Kudakhovsky. Nga đã cố gắng tiến gần Selidovo, Ukranskaya, Krasnogorovka, Dolinovka, và Vtoroj, Konstantinovka, Katerinovka và Zelandoye Trận chiến gần Katerinovka vẫn tiếp diễn. Tình hình đang được kiểm soát, Bộ Tổng tham mưu cho hay. The Sunday Times đưa tin năm cựu bộ trưởng quốc phòng Anh gồm Grant Saps, Ben Wallace, Gavin Williamson, Penny Moldau, Liam Fox và một cựu thủ tướng Boris Johnson đã kêu gọi thủ tướng Anh Keir Starmer cho phép ép sử dụng tên lửa tầm xa Som Shadow để tấn công Nga ngay cả khi không có sự hỗ trợ của Mỹ. Các cựu quan chức này cảnh báo Thủ tướng Summer rằng bất kỳ sự chậm trễ nào nữa sẽ khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin trở nên táo bạo hơn. Ông Wallace cho biết nếu không hành động ngay bây giờ, anh sẽ xoa dịu điện Kremlin, trong khi ông Williamson gọi đó là sự vi phạm nghĩa vụ và cựu Thủ tướng Boris Johnson nói thêm không có lý do gì để trì hoãn. Thủ tướng Anh Summer đã bay đến Washington để hội đàm với Tổng thống Biden vào thứ Sáu. Ngày 13 tháng 9, để thảo luận về yêu cầu xin phép sử dụng tên lửa do anh sản xuất của Tổng thống Volodymyr Zelensky để thảo luận, những người trong cuộc của các nhà báo Anh cho biết các cuộc thảo luận kéo dài 90 phút tại Nhà Trắng rất cởi mở về những lựa chọn mà chúng ta phải đối mặt. Nhưng Tổng thống Mỹ Joe Biden và nhóm của ông đã nói rõ rằng họ muốn đợi cho đến khi nhà lãnh đạo Zelensky trình bày kế hoạch chiến thắng của mình. Ukrainska Pravda đưa tin trong bài phát biểu tối ngày 14 tháng 9, Tổng thống Ukraine Zelensky kêu gọi Mỹ thực hiện các thỏa thuận về nguồn cung cấp viện trợ quân sự mà không chậm trễ. Ông nói tôi đã có cuộc họp với một phái đoàn gồm các nghị sĩ Mỹ, điều quan trọng ở mọi cấp là phải thông báo đầy đủ cho các đối tác về nhu cầu của chúng tôi, về lập trường của chúng tôi. Điều quan trọng là mọi người, đặc biệt là các quốc gia như là Mỹ, phải thực hiện các thỏa thuận của chúng tôi một cách thực sự nhanh chóng. Điều này phải được cảm nhận ở tiền tuyến. Mọi sự chậm trễ trong các gói viện trợ quân sự đều có hậu quả tiêu cực ở tiền tuyến. Mọi nguồn cung cấp thực sự kịp thời và nhanh chóng đều có tác động tích cực nhà lãnh đạo cho biết thêm tôi đã thông báo cho các nghị sĩ về tình hình hiện tại và triển vọng chúng tôi cũng đang chuẩn bị cho các cuộc họp tại mỹ sau đó ông công bố một video về cuộc họp với các nghị sĩ và tuyên bố tôi đã nói rằng trong tương lai gần tôi sẽ đích thân trình bày một kế hoạch cho chiến thắng với tổng thống mỹ joe biden và các ứng cử viên tổng thống của đảng cộng hòa và dân chủ Interfax Ukraine đưa tin Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Sibiha trong một cuộc thảo luận trong khuôn khổ cuộc họp lần thứ 20 của chiến lược châu Âu Janta, gọi tắt là IES, tuyên bố. Kiev cần tiêm kích MiG-29 của Ba Lan, nhưng để thực hiện việc chuyển giao, họ cần sự giúp đỡ từ các đối tác trong vấn đề tuần tra không phận Ba Lan. Ông Sibiha nói, Chúng tôi hiểu rõ các đối tác của mình có gì và cần giải pháp nào cho vấn đề này. Tôi rất vui khi Ngoại trưởng Ba Lan Radik Sikorsky ở đây với chúng tôi. Cụ thể, chúng tôi cần những chiếc mic mà các bạn có và để có thể cung cấp mic, cần phải tăng cường năng lực, đặc biệt là EU để tuần tra không phận trên Ba Lan. Chúng tôi rất hy vọng rằng các đối tác của chúng tôi sẽ tuân thủ logic mời các cụm đàm phán song song chứ không phải là từng cụm riêng rẽ. Chính xác là song song. Chúng tôi rất trông đợi và sự hỗ trợ của các đồng minh EU của mình. Ông cũng lưu ý về tầm quan trọng của việc hỗ trợ ép trong lĩnh vực năng lượng vào trước thời mùa đông khó khăn những quyết định sẽ được đưa ra hôm nay để giúp chúng tôi giảm thiểu tối đa những rủi ro có thể xảy ra. Ông cho biết Kiev mong đợi những quyết định quan trọng sẽ được đưa ra trong thời gian Ba Lan giữ chức Chủ tịch EU từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước cho biết họ đã thảo luận về tiến độ thành lập cái gọi là quân đoàn Ukraine trên lãnh thổ Ba Lan. Theo người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ukraine, việc thành lập đơn vị trên được mô tả trong thỏa thuận an ninh song phương, đòi hỏi các bước thực tế có liên quan theo định hướng của Bộ Quốc phòng. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã mất tới hơn 700 quân nhân cùng hàng loạt khí tài trong 24 giờ qua. Trích dẫn thông báo các đơn vị của nhóm tác chiến phía Tây đã cải thiện vị trí chiến thuật của họ, gây ra tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của các lữ đoàn cơ giới số 14, 44, 54, 115, lữ đoàn tấn công số 3 của lực lượng vũ trang Ukraine, lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 104 và 119 tại các khu định cư Kopsarovka, Kluskovka, Novusinovo, Krupliakovka, Bodavaya ở vùng Kharkov, Dorozhka ở vùng Cộng hòa Nhân dân Lugansk và Teny ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Một cuộc phản công của nhóm tấn công của lữ đoàn cơ giới 66 của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị đẩy lùi. Tổn thất của đối phương lên tới 520 quân nhân. Ngoài ra, đối phương cũng mất 6 xe quân sự, một pháo tự hành Bravehurt 155mm do Anh sản xuất, hai pháo tự hành Kvotdika 122mm và hai trạm tác chiến điện tử, hai kho đạn dược dã chiến đã bị phá hủy. Trong 24 giờ qua, nhóm tác chiến Donetsk đã tiêu diệt tới 80 quân nhân của lực lượng vũ trang Ukraine và gây thiệt hại hỏa lực cho đội hình của ba lữ đoàn thuộc lực lượng vũ trang Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin. Bộ này cho biết các đơn vị của nhóm tác chiến Dnep đã gây thiệt hại cho các điểm tập trung nhân lực và trang thiết bị của Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 35-37 và Lữ đoàn Tấn công núi số 128 của lực lượng vũ trang Ukraine tại các khu vực định cư Veseloye, Tokarevka ở vùng Kherson và Sepnogos ở vùng Zaporizhia. Theo đó, tổn thất của địch lên tới 80 quân nhân, 7 xe quân sự, một khẩu pháo M777 155mm do Mỹ sản xuất và một khẩu pháo tự hành Gvozdika 122mm. Ngoài ra, một kho đạn dược dã chiến đã bị phá hủy. Các đơn vị thuộc cụm tác chiến phía Đông của lực lượng vũ trang Nga đã chiếm được nhiều tuyến và có vị trí có lợi hơn chỉ trong một ngày, quân địch đã mất tới 105 quân nhân. Báo cáo cho biết các đơn vị của cụm tác chiến phía đông đã chiếm giữ các tuyến và vị trí có lợi hơn, đánh bại các đội hình của Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 58 của lực lượng vũ trang Ukraine và Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ số 118 tại các khu vực định cư Dobrovolje, Makarovka của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Livadnoye ở vùng Zaporozhye. Lực lượng vũ trang Ukraine mất tới 105 quân nhân, một xe tăng và một khẩu pháo Kizer 155mm do Pháp sản xuất. Ngoài ra, một kho đạn dược dã chiến đã bị phá hủy. Trong khi đó, lực lượng không quân chiến thuật, máy bay không người lái cũng như là lực lượng pháo binh và tên lửa của lực lượng vũ trang Nga đã tấn công vào cơ sở hạ tầng sân bay và căn cứ tàu thuyền của lực lượng vũ trang Ukraine. Báo cáo cho biết, các lực lượng không quân chiến thuật, máy bay không người lái, quân tên lửa và pháo binh của các nhóm quân thuộc lực lượng vũ trang Nga đã tấn công vào cơ sở hạ tầng sân bay, căn cứ của tàu thuyền thuộc lực lượng vũ trang Ukraine. Ngoài ra, lực lượng vũ trang và thiết bị quân sự của Ukraine đã tấn công tại 132 quận. Hãng thông tấn TASS đưa tin trong một diễn biến liên quan phát biểu bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Truyền thông BRICS lần thứ Bảy, Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov nói rằng Mỹ và Anh đang đẩy tình hình xung quanh Ukraine vào giai đoạn leo thang khó kiểm soát. Ông Sergei Ryabkov nói Washington và London đang đẩy tình hình vào giai đoạn leo thang không được kiểm soát. Chúng tôi, tức là Nga, Thực gia đang phải cảnh báo những người nắm quyền ở đó hàng ngày về hậu quả của những hành động như vậy. Moscow tổ chức hội nghị thượng đỉnh truyền thông BRICS từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 9. Sự kiện này quy tụ những người đứng đầu các cơ quan truyền thông hàng đầu từ các quốc gia thành viên của nhóm và các quốc gia đã nộp đơn xin gia nhập BRICS. Theo tốc quân đội Nga mới đây đã xuyên thủng thêm một tuyến phòng thủ khác của lực lượng vũ trang Ukraine gần làng Otsoye của tỉnh Donetsk thuộc mặt trận miền đông, đồng thời tiến thêm 3 km theo hướng thành trì Kurakovo. Pháo binh và máy bay không người lái của lữ đoàn 46 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công các vị trí của Nga ở trung tâm Otsoye. Điều này xác nhận quyền kiểm soát của lực lượng vũ trang Nga đối với hầu hết các khu định cư. Song lực lượng vũ trang Ukraine vẫn kiểm soát các chiến hào phía nam gần Otsoye. Nếu thành công kiểm soát toàn bộ Ochoje, quân đội Nga sẽ tiến gần đến Kudakovo từ phía đông bởi khoảng cách từ ngôi làng này đến Kudakovo không quá 4 km. Trong khi đó, sự tiến quân của các đơn vị lực lượng vũ trang Nga đến Kudakovo nằm gần Pokrovsk, sẽ dồn quân đội Ukraine vào thế nguy hiểm. Đối với những người lính ở xa hơn về phía Nam, khả năng bị bao vây vẫn là mối lo ngại, mặc dù hiện tại chỉ có những dấu hiệu không quá rõ ràng về điều đó. Tại Kudakovo, chính binh lính Ukraine cũng đang lo ngại về kịch bản về các đơn vị Nga tiến về phía nam thành phố, có lẽ là với mục đích bao vây lực lượng nước này. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một bài phát biểu mới đây cho biết, ông đã nhận được báo cáo từ Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rusem Umerov và Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine về tình hình xung đột với Nga. Ông cùng với các tướng cấp cao này đã thảo luận về việc tăng cường khả năng chiến đấu cho quân đội trên các mặt trận Pokrovsk, Kurakove và Torres. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, ưu tiên chính hiện nay của quân đội nước này là vũ khí cho các binh sĩ đang chiến đấu trên mặt trận Pokrovsk, Kudakove và Torres trên tất cả các mặt trận Donetsk và dọc theo toàn bộ tiền tuyến. Điều này bao gồm vấn đề giao hàng và vấn đề sản xuất cả ở Ukraine và cùng với các đối tác. Mục tiêu là củng cố vị thế của chúng tôi càng nhiều càng tốt và gây áp lực tối đa lên Nga. Chúng tôi chỉ có thể kết thúc cuộc chiến này một cách công bằng khi có thế mạnh. Chúng tôi đang làm mọi thứ vì mục tiêu đó, ông Zelensky nói trước đó tại cuộc họp chiến lược châu âu yanta gọi tắt là ies tổng thống ukraine volodymyr zelensky tuyên bố có hai cách để chấm dứt cuộc xung đột với nga thứ nhất là lực lượng nga bị đẩy ra khỏi lãnh thổ ukraine bằng vũ lực thứ hai là một tiến trình ngoại giao được đưa ra để đảm bảo giải phóng toàn bộ lãnh thổ của ukraine Người Nga đã triển khai 14 phương tiện quân sự để tấn công các vị trí của lực lượng đổ bộ đường không Ukraine ở Kursk Oblast của Nga hôm 13 tháng 9. Các binh sĩ Ukraine đã đánh bại họ trong một trận chiến kéo dài nhiều giờ. Lực lượng đổ bộ Ukraine cho biết người Nga đã sử dụng hai xe tăng, 11 xe chiến đấu bộ binh đổ bộ IFV và một xe bọc thép vận chuyển quân APC thuộc đơn vị của lực lượng đổ bộ Nga. Thông báo của phía Ukraine cho biết cuộc tấn công vào vị trí phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine đã thất bại. Các lính dù Ukraine đã chứng minh trong một trận chiến khốc liệt kéo dài vài giờ rằng họ giỏi hơn trong lĩnh vực quân sự và nắm vững khoa học chiến thắng với kết quả xuất sắc. Cuối cùng, 5 xe chiến đấu bộ binh đổ bộ, một xe tăng của đối phương và một xe bọc thép vận chuyển quân và hàng chục lính Nga đã bị tiêu diệt. Những quân Nga còn lại đã phải rút lui. Cùng ngày, lực lượng Ukraine đã tiến công vào khu vực Kluskovo, thuộc vùng Kursk của Nga, theo quan sát của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISV. Những hình ảnh được định vị địa lý công bố vào ngày 13 tháng 9 cho thấy lực lượng Ukraine gần đây đã tiến về phía nam về Seloye, nằm về phía tây nam của Kluskovo và cách biên giới quốc tế khoảng 3 km. Các nguồn tin của Nga báo cáo rằng lực lượng Ukraine đã phát động các cuộc tấn công về phía tây nam của Kluskovo gần Novipud, Veseloye và Medvezie ở phía đông Veseloye. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã xác nhận về Nga mở cuộc phản công lớn ở Kursk, nhưng ông khẳng định lực lượng Ukraine vẫn đứng vững. Tuy nhiên, giới quan sát phương Tây không lạc quan như vậy. Nhiều nhà phân tích cho rằng Ukraine đang bất lợi trên nhiều chiến trường. Nhà phân tích chính trị người Mỹ John Mearsheimer nói trong cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Jude King Freedom hôm 13 tháng 9, người Ukraine đang thua ở khu vực Kursk và họ cũng đang thua ở Donbass. Kết quả cuối cùng của cuộc tấn công vào vùng biên giới Kursk là hiện tại họ đang ở trong tình trạng tồi tệ hơn so với việc nếu họ giữ lại các lực lượng đã gửi đến khu vực Kursk ở Donbass, nhưng họ đã không làm như vậy và đã đẩy nhanh sự thất bại của mình. Theo Mirsemer, cuộc tấn công xâm nhập của Kursk không mang lại lợi thế quân sự nào cho Ukraine mà còn làm suy yếu vị trí của họ ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk, gọi tắt là DNA.